Rồi, tách nhảy phim Thái mới làm một người bên độ xem năm quá nhẹ nhàng nha. Em làm của nồi Vin. Rồi, chào anh em Rim Thái nha. Giới thiệu với anh em có mình làm bộ nồi Thái. Xe này em tiến hành là làm full combo bộ nồi luôn. Thì có mình cái bộ nồi cũ chủ xe bị tiền mòn cháy rồi, không còn cái độ bám nha. Thì cho anh em coi phần cái bộ nồi cũ nè. Cái chuông bị sọc chuông nha. Quan sát nè. Chuông sọc chuông rất nhiều ha. Đó. Rồi, phần cái bố thì bị tiền chặn mòn chai bố lì bố nha. Đó, 1 2 3 một chai bố lì bố hết rồi, không còn độ bám nha. Còn cái bộ nồi sau thì bị dàn cháy cuốn sắt nè, sắt cháy thui rồi không còn nữa nữa. Đó, tuột nồi lì nồi và nó hao xăng nha. À, cái lò xo thì nó bị lúng xẹt xuống nha ha. Đó, có mình cái bộ mới thì em đi dạy cho anh em mà combo là full bộ nồi Thái luôn. Đầy đủ nha, quan sát này. À, gồm một cái chuông nồi như thế này, trắng đẹp full mới cho anh ha. Đó, đi lại cho anh em làm nguyên combo bát vàng chính Thái. Đây, 1 2 3 full Thái trong xe mới chậm chậm. À, bố nồi xong thì chủ xe combo là full là 4 lá bố bạn lớn nha. Combo là 4 lá. 1 2 4 không? 4 lá bố nồi chính Thái bạn lớn trong xe. Em đi sắt Vinh Thái luôn, combo là 3 lá nè, trắng đẹp full mới ha. Đó, 1 2 3. Và đi kèm lại cho anh em là 4 cái lò xo nồi mới ha. Đó. Anh em muốn lên combo nồi Thái dòng Rim Thái thì ghé bên độ xe mình nha. Bên em là chuyên làm nồi Thái nha, dòng Rim Thái. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em Rim Thái nha. Giới thiệu với anh em có mình lên combo bộ nồi Thái. Đầu tiên sẽ cho phần cái lá bố nồi vô phần cái đế nồi nha. Combo nó gồm có 4 bố, 3 sắt và 4 lò xo nồi. Đó. Em tiến hành là cho phần cái lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có hai chiều nha, anh em để chiều lớn nằm dưới nha, còn chiều nằm trên. Tiến hành là cho 4 con tán xiết 4 lò xo nồi vô. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô nha. Đó, tới phần cái bộ bố càng nồi trước. Rồi, tiến hành cho phần cái bố càng nồi trước vô, cho lồng đền chặn phe, lồng đền outside tán nồi trước vô ha. Tới phần cái lồng đền nồi sau, tán nồi sau vô. Tiến hành mình xiết máy nhất nha. Máy nhất còn hai con tán 10 nha. Đó, xiết đều hai con. Sau đó mình lắc kề lại hai con luôn nha ha. Đó, lắc kề lại cho anh em hai con luôn. Rồi phần cái nồi trước thì em sẽ gắn lại cái nắp lồng nhất ly tâm nha, gồm có ba con tán xiết nắp nhất ly tâm ha. Đó, em xiết đều ba con. Đó. Rồi mình tiến hành là cho phần cái nắp nhất ly tâm vô, gồm ba con tán xiết xiết đều ba con. Mình cho phần vạch đạn nồi vô, còn muỗng vô test cho anh em. Có hình nồi Thái chiếc quay Thái 10 nha. À, Rim Thái nha ha. Đó. Rồi, em tiến hành làm thêm phần một chiếc quay này nha. Và ở ngoài là full xe rồi đó, thì anh em tranh thủ qua sớm để em làm xong sớm nha, gần Tết xe rất đông ha. Rồi, tách nhảy Rim Thái mới làm một người bên độ xe năm quá nhẹ nhàng nha. Em làm của là nồi Vinh Thái chạy bền nhẹ xe bốc để cho anh em đi phượt Tết nha. Đó, anh em có nhu cầu làm xe chạy chơi Tết mạnh bền êm thì ghé bên độ xe năm. Bên em làm Thái dòng Rim Thái nha, chạy êm nhẹ xe lướt gió cho anh em ha. Đó, quá ngọt ngào luôn cho anh em luôn. Full nồi Thái nha. Em thay phun bộ nồi trước nồi sau Vinh Thái ha. Đó, chuông bố ba càng, bố sắt lò xo nồi sau Vinh Thái luôn. Chạy rất sướng nha. Đó. Quá đã. Quá lướt nữa ha. Đó, anh em mà muốn làm nồi thì ghé bên em. Bên em có nhận sơn si dọn kiển cho anh em nha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên độ xe mình nha. Em dạo nhẹ cho anh em vài vòng để cho anh em nắm cái cấu hình nồi Thái bên em nha. Đó, bao bền ha. Em làm nồi Vinh Thái, đó, chạy rất nhẹ xe và tiết kiệm xăng. Anh em có nhu cầu thì ghé sớm nha, tại vì xe rất đông ha. Đó, em làm là phun bộ nồi để cho anh em đi phượt Tết. Đó, làm xong thì bên em sẽ có hóa đơn phiếu hành đầy đủ cho anh em để cho anh em chạy nha. Rồi, cảm ơn anh trai Phu chờ, cảm ơn anh trai Rim nha.